Dạ Vũ, xin chào bà con trên YouTube nha. Hôm nay thì Vũ đưa lên một cái nhông sinh dễ 9 ly của hãng Mitkamakon. Nhông sinh dễ 9 ly nha bà con, 9 ly. Thì chạy thì bao kêu, bao vũ, bao xè, chạy rất là im gu. Đó, thì anh em để nhông sinh dễ và clip trước, clip sau anh em quay là hông vũ nha. Đó, cái vấn đề là hông vũ nó mới im. Thì qua cái sự phản hồi của khách hàng mấy lâu nay thì em bán cái số lượng này rất là nhiều. Thì ai cũng chạy đó là im hơn DD và mặt trời. Đó là cái sự phản hồi của khách hàng, chứ em không có khen cái hàng Mitkamakon của em mà chơi cái hàng DD và mặt trời. Thì anh em nào hôm nay á thì em bán với cái giá là thật sự là ưu đãi cho anh em á, cái đồng lãi á, lợi nhuận á nó không còn nữa, là cái giá hôm nay em bán là chỗ nóc ha. Cái giá sập sàn 300.000 một bộ. Đồng giá hết ngay từ là rim 100, quay 110, GS 125 và new full new 108 mắt. Thì hôm nay sẽ đồng giá 300.000 một bộ. Thì anh em mua cái số lượng nhiều, có số lượng nhiều nha. Thì giá đã hợp lý, quá rẻ luôn rồi. Nó không còn cái lợi nhuận nữa. Thì anh em hôm nay là nhanh tay đặt hàng. Đó. Thì cái số lượng nhiều là có cho anh em. Thì nói chung hôm nay là nói chung thẳng với anh em là bán nhà là số lượng đó. Đó. Thì anh em mua hàng bên em thì cứ việc là điện thoại thẳng trực tiếp vô những cái số điện này trên màn hình ha. Rồi cho địa chỉ, số điện thoại. Đó, thì em sẽ gửi hàng về tới nhà cho mấy anh. Mấy anh khui ra đúng hàng như vậy rồi mấy anh trả tiền shipper. Thì hôm nay em sẽ ship code toàn bộ, hết, em không có nhận tài khoản nữa. Đó, đặng cho anh em nào dễ chuyện mua bán. Thí dụ giờ có những người ta biết chuyển tài khoản trên điện thoại đó, có những anh người ta không biết chuyển tài khoản trên điện thoại, thì em sẽ ship code hết cho mấy anh. Ship code tức có nghĩa là mình đặt hàng cho số điện thoại, cho địa chỉ, rồi em sẽ cho shipper giao về tới nhà cho mấy anh, khui ra đúng hàng, trả tiền cho shipper, kêu bằng ship code. Đó, thì hôm nay chỉ là 300.000 một bộ. Thì nó không có cái phí bao ship nha. Thí dụ giờ mình mua một bộ là 300, chỉ cái tiền ship có thể là, có thể, ý em nói là có thể tùy theo địa phương xa gần, có thể là 40, ba mấy, hoặc nếu xa ra Hà Nội, Hà Tĩnh gì ngoài là có thể là 40.000, 50.000, tùy theo cái địa phương xa gần. Tại họ cứ tính ký, họ tính tiền á. Thì cái nhông sinh dễ này là 1.7 kg á. Thì cái địa phương người ta tính cái giá nó cao. Thì lỡ có anh em nào mua chúng cái hộp khui ra rồi là mình khui quay phim không có sử dụng. Đây là nhông sinh dễ Mitkamakon của Thái Lan. Hàng bao im, bao kêu, bao vũ, bao xè. Đó. Made in Thái Lan đàng hoàng nha. Ha. Thì anh em muốn gắn vô cái xe gì thì báo mình ha. Này, Made in Thái Lan nha. Cái dĩ chui rất là đen cạnh ha. Rất là già cái thép á. Nè, 9 ly nha. Nhông sinh dĩa 9 ly. Quan trọng cái chỗ 9 ly thì anh em ở trong cái xe rin của mình, thí dụ là Future LED, Future MAP hay là Alpha 110 mới á, là anh em mua toàn là ở trong xe toàn là 7 ly không à, nó không có 9 ly đâu. Nè anh em dòm cái dĩa chui rất là độc đáo ha. Cái hộp nó sao là bên trong nội thất nó sẽ giống như vậy. Đây Mitkamakon. Em bán bao hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho mấy anh 100%. Nè. Ở ngoài sao, ở chế vỏ sao thì cái gục bên trong sẽ giống vậy. Quan trọng cái clip anh em nhìn rất là ngon không? Thì em bán cái này là cái thể là rất là nhiều. Thì chưa có ai mà nói lời xài phản hồi mà kêu vũ hết. Ai cũng nói là xài rất là im. Sẽ quảng cáo cho bạn bè nhiều hơn. Thì hôm nay đã xả hàng giá 300. Thì anh em nào thấy thích nhớ đăng ký kênh giùm ha. Để rồi bấm like và bấm cái chuông để được cập nhật những cái video mà shop đăng lên sớm nhất nha. Đó, thì hàng mới mốt thì em bán là nhờ cái số lượng, em sẽ giao giá lái. Thì anh em nào cần thì alo, sẽ có cái số lượng cho anh em từ những mâm nha, từ mâm Future Việt Nam, cam đùm niền của Alpha Việt Nam và cam đùm niền của Future LED, cái đó là cái số lượng có ha. Thì sẽ bán cho anh em số lượng. Xả hàng 300.000 một bộ thôi. À đây
là rất là im ha, là cái clip nhỏ là ha, made in Thái Lan anh em ha, made in Thái Lan đàng hoàng nha. Thì anh em mua cái xe nào, thí dụ giờ Vũ ơi anh mua gắn xe rim thì nói xe rim em sẽ lấy đúng cái bộ xe rim. Vũ anh lấy cho cái xe 110 mà đời, cái này là 110 Thái Lan nha, 110 là 99/2021/2 á, là cái xài cái này nha. Còn quanh pha nhỏ của lốc trắng lốc đen là xài cái rim 100 bên đây, với xe rim super là xài bên đây nha. Còn RS, RSX ha, rồi Blast, Fortuner, Fortuner 2 sẽ xài cái quay 125 nha. Còn Fortuner nạp, Fortuner mập, Fortuner LED, quay Y ha, quay Y đầu dò, quay Y LED là nó sẽ sử dụng new full 108 mắt nha. Đó, hàng của em thì đã có đóng thuế, có hóa đơn chứng từ có đóng thuế đàng hoàng, không phải hàng lậu ha, bao dưới mấy anh 100%, không phải hàng nhái, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nếu mà những cái dòng xe nhỏ đó thì sẽ sử dụng 14/36, cái dòng xe lớn sẽ sử dụng 14/35 đó. Đây 14/35 mấy cái này là Accenter không có nha, Yamaha xài không được nha ha, Winner không có trong này ha, chỉ những dòng xe nhỏ thôi, quanh pha nhỏ và quanh pha lớn đó, nói chung là hai dòng đó thôi. Rồi thì như vậy đi nha bà con, nhóm xin dễ thì hôm nay đã xả hàng 300.000. Nhớ là một điều là em bán nhông xin dễ 9 ly. Rồi thì Vũ kết thúc clip này. Chúc anh em một ngày mới làm ăn phát tài ha, hạnh phúc ha. Xin chào nha.